Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Các bạn thân mến, trên kênh YouTube tin tức TNN Online của Thái Lan, vào ngày 3 tháng 6 đã đăng tải một video với tiêu đề Apple chuyển cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Cụ thể nội dung trong video kênh này đã nói rằng các công ty lớn như Apple không chấp nhận rủi ro từ chính sách COVID-19 của Trung Quốc nữa. Bởi vì thời gian gần đây, cơ sở sản xuất iPad đã được chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Hãy để ý xem Thái Lan có còn là mục tiêu của đầu tư nước ngoài hay không. Các nhà đầu tư có thực sự di chuyển căn cứ của họ không? Số lượng yêu cầu đầu tư để thành lập công ty ở trong Thái Lan 4 tháng đầu năm nay đã phản ánh rủi ro. Nếu Thái Lan không gấp rút điều chỉnh thì có thể đã quá muộn. Các ngôi sao tư nhân mạnh mẽ, nổi bật đều đổ xô đầu tư vào Việt Nam. Đoạn video đã thu hút được rất nhiều bình luận từ người Thái. Bây giờ hãy cùng kênh dịch một số bình luận nổi bật từ video để xem họ nói gì về việc Apple chuyển sản xuất sang Việt Nam nhé. Không ngạc nhiên khi họ không muốn Trung Quốc trở nên vĩ đại, Mỹ, Nhật Bản. Thế là họ tìm cách kêu gọi công ty của mình rút khỏi Trung Quốc. Người thì phàn nàn là xấu, muốn nói người Việt thì người Việt còn nặng hơn, không dùng của mình gì cả, toàn dùng hàng Trung Quốc, nhưng chất lượng tốt. Thì họ sử dụng các sản phẩm của Thái Lan. Ngày nay, các sản phẩm liên quan đến thực phẩm ngày càng khan hiếm. Ví dụ, một chiếc điện thoại di động được mua một lần và sử dụng trong vài năm. Nhưng thức ăn chúng ta phải ăn hàng ngày, bây giờ nhiều quốc gia đừng giao đồ ăn nữa, có tiền cũng không mua được. Hãy lấy Singapore làm ví dụ. Lương rẻ hơn nhiều so với Thái Lan, hòa bình, chính trị, không có bạo động. Trung Quốc sẽ đóng cửa cho đến năm 70. Tôi đoán rằng sinh viên nước ngoài vẫn chưa thể đến đó học. Nhưng chỉ đối với những người lấy chồng Trung Quốc, chuyện Apple chuyển đi không có gì lạ. Việt Nam, nguồn sản xuất điện thoại di động của thế giới, cả Samsung, Apple, chỉ riêng công nhân Samsung hiện tại đã có tới 300.000 người. Thật may mắn khi được làm nguồn kỹ thuật sản xuất yếu tố con người quan trọng. Chắc hẳn Mỹ đã nhắm đến từ lâu. Lương cộng với vị trí có nhiều thị trường mở mới, có nhiều sức mua hơn. Người Trung Quốc lương thấp, đất đai ít, di chuyển rất khó khăn. Tôi thấy tội nghiệp cho nhiều người Trung Quốc có thu nhập thấp. Mức lương thấp mặc dù nền kinh tế lớn. Điện thoại di động Samsung mà người Thái sử dụng được sản xuất tại Việt Nam. Bình minh của thế giới Việt Nam. Apple người Thái không thích đâu. Nếu là sầu riêng, mang cụ thì nhanh tay lấy nhé. Trung Quốc và Việt Nam không quá khác biệt. Họ trốn đi vì chiến tranh Trung Đài. Về Việt Nam giá thành cao hơn, đồ đắt hơn, cơ hội cạnh tranh với smartphone Trung Quốc giá rẻ, chất lượng tốt lại càng ít. Nhiều thương hiệu sản phẩm đẳng cấp thế giới thành lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam vì sự ổn định chính trị. Giá nhân công không cao. Làm cơ sở sản xuất nên mở cửa hàng Apple Store cho Việt Nam để tát thẳng vào mặt người Mã Lai, Indo-Philippines. Chỉ cần iPad, không phải iPhone, thị trường Trung Quốc rất lớn. Nếu sản xuất ngoài Trung Quốc thì Trung Quốc có thể cấm iPhone. Người Trung Quốc sử dụng thương hiệu tiếng Trung của riêng họ. Người nước ngoài đầu đỏ phải chạy. Mỹ ủng hộ chủ nghĩa cộng sản. Câu hỏi đặt ra là, tại sao không phải là Thái Lan? Việt Nam chắc chắn hơn Thái Lan nên các công ty lớn trên thế giới đều chuyển đến đó. Vì lợi thế của Việt là chính trị, chính sách không thay đổi thường xuyên, lao động nhiều, lại có thói quen người Trung Quốc, lương lai rẻ. Cuối cùng, tôi chắc chắn họ sẽ phải đến Thái Lan, Việt Nam hệ thống công nghiệp ở Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng. Trên đây là một số bình luận được mình trích ra từ video. Theo ý kiến của các bạn như thế nào thì bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.